Trong những năm gần đây, nuôi thỏ được nhiều hộ dân ở xã Sủng Thài, huyện Yên Minh chọn làm mô hình chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như gia đình anh Hờ Mi Pó, thôn Lùng Pủng B, xã Sủng Thài, được biết đến là một hộ nuôi thỏ đạt hiệu quả cao. Từ năm 2019, anh Pó bắt đầu bén duyên với nghề nuôi thỏ. Ban đầu anh mua một con thỏ đực và một con thỏ cái về nuôi để nhân giống. Do mới nuôi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, anh đã gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, sau 3 năm miệt mài gây đàn, từ một đôi thỏ giống ban đầu, đến nay anh Pó đã nhân số lượng đàn lên hơn 200 con. Trung bình mỗi tháng, anh bán ra thị trường khoảng 20 đến 30 con thỏ thịt và thỏ giống, thu về từ 8 đến 10 triệu đồng. Đối với việc nuôi thỏ này thì cũng rất là dễ thôi, không khó. Và với hiệu quả kinh tế, cái con thỏ này thì nó sẽ cao hơn, và cao hơn tất cả các con vật khác. Và cái bệnh tật thì cũng ít bệnh tật, thu nhập thì nó ổn định. Theo anh Pó, nuôi thỏ quan trọng là phải nắm được kỹ thuật. Thỏ sinh sản khá nhanh, trung bình khoảng một tháng đẻ một lứa, mỗi lứa từ 5 đến 6 con. So với chăn nuôi lợn, gà thì chăn nuôi thỏ có lãi hơn nhiều. Trong khi đó, thỏ ít bị bệnh, ăn ít, không kén thức ăn. Có thể tận dụng các loại thức ăn sẵn có như các loại lá cây, rau, củ quả và cám ngô. Các vị chính quyền xã đang nghiên cứu và trong cái thời gian tới là mở rộng cái mô hình chăn nuôi thỏ này để cho các thôn khác và các cái hộ khác để tăng thêm cái thu nhập cho người dân. Từ mô hình chăn nuôi thỏ của gia đình anh Hờ Mi Pó đã mở ra cách làm ăn mới cho người nông dân trên địa bàn xã Sủng Thái nói riêng và người nông dân trên địa bàn huyện Yên Minh nói chung. Hiện nay gia đình anh Pó mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của các cấp, các ngành tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm và tạo điều kiện để anh được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm mở rộng quy mô chăn nuôi thỏ, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động ở địa phương.